Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần hai sau 9 năm chờ đợi. Thanh Thúy tiết lộ ông xã không còn vô tâm như trước mà biết chăm sóc vợ nhiều hơn sau khi gia đình đón tin vui lần hai. Thời gian qua, thông tin diễn viên Thanh Thúy mang thai lần hai khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Sau 9 năm chờ đợi, cặp vợ chồng đã trải qua không ít sóng gió tưởng chừng như sắp tan vỡ. Thế nhưng cuối cùng Đức Thịnh, Thanh Thúy đã cùng ngồi lại chỉ cho nhau những điểm sai. Giờ đây khi đón tin vui lần nữa, cặp vợ chồng hạnh phúc vô cùng khi được trải nghiệm lại cảm giác lâng lâng như ngày mới cưới. Thời gian này, Thanh Thúy thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh ông xã cân nặng bụng bầu cực ngọt ngào. Tâm sự về khoảng thời gian qua, nữ diễn viên cho biết Đức Thịnh đã không còn vô tâm như trước, anh dịu dàng hơn nhiều và biết quan tâm vợ bầu từng ly từng tí, đơn giản như dắt vợ qua đường hay mua đồ ăn khuya. Chồng biết chia sẻ nhiều hơn khi Thúy có thai, ví dụ như biết nắm tay vợ khi đi qua đường, Thanh Thúy viết. Thanh Thúy, Đức Thịnh thoải mái quan tâm nhau trên mạng xã hội. Thanh Thúy tiết lộ ông xã biết thương mình hơn sau khi gia đình đón tin vui lần hai. Cách đây ít lâu, vợ chồng Thanh Thúy dính nghi án Đường Ai Nấy Đi khiến nhiều người lo lắng. Thậm chí bà xã Đức Thịnh còn âm thầm khóa Facebook, càng khiến tin đồn được đẩy lên cao. Tuy nhiên, sau khi Thanh Thúy thông báo tin mang thai thứ nhì, thì người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, Đức Thịnh và Thanh Thúy rất ít tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng thời gian gần đây, đạo diễn phim Mai Giai tích cực bình luận quan tâm Thanh Thúy. Dưới các bài viết, có thể thấy tình cảm vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu, chứ không hề có dấu hiệu căng thẳng như lời đồn. Những năm qua, Thanh Thúy buồn khá nhiều vì sự vô tâm của chồng. Bà bầu Thanh Thúy tăng cân nhiều khi ở những tháng cuối của thai kỳ. Suốt nhiều năm hôn nhân, Thanh Thúy, Đức Thịnh cũng có nhiều lần cãi vã, nhưng luôn cố gắng thông cảm cho nhau để bảo vệ hạnh phúc.